hơi căng á. Cháu với anh chị có chú ý hôm nay anh em đi ra quán đồ cũ mua của loa cho anh khách. Thì có mấy anh hỏi thêm mấy bộ loa, nhưng bộ loa này loa bot 321 PS này thì con này đắt hơn FS nha quý vị. PS này nó có cái đầu này nó ngon hơn. Con này là có giọng tương tự như PS, con này là Power Speaker System này, PS rồi. Con này thì nó như là có cái âm ly đây luôn. Còn cái FS thì nó có thẳng từ đây ra đến cái chia âm và ra hai loa này thôi. Con này không có giá, giá 2,2 cả thuế. Còn FS thì nó rẻ hơn tầm 4 sen, tầm 1,8 gì đó. Thì đã con này bây giờ nó rơi khoảng tầm 3,5 triệu đó. Thì về cước về Việt Nam con này nó nặng lắm, 18 cân. 18 cân cả hộp gì đó. Thì nó rơi tầm hơn 3 triệu nữa là tầm 6,5 triệu, 7 triệu gì đó về đến tay. Là con bot FH321 này. Thì ngoài ra bên này có nhiều súp trầm siêu trầm gì đây, đây siêu là một siêu trầm Yamaha NSS với kép 300. Con này thì bát là 25 cm này, đây có ghi này, này hàng rất là đẹp, tầm 95-100, có vài vết xước dăm linh tinh ở bên hông thôi. Đây còn lại là rất là đẹp, không dở được phía sau để xem sản xuất đâu, nhưng vị xem nhưng mà là và tính năng thì đều là ok, không vấn đề gì hết. 38-500 hoặc đời sản xuất 2013, con này thì chắc là Malaysia hoặc là China thôi. Còn nó thì công suất hay là ở đây không thấy ghi công suất súp không ghi về phía sau thì sẽ ép với cấp 300W. Thì 38-500 thì rơi tầm 7,5 triệu gì đó nhỉ, 7,5 triệu gì đó. Thì cước con này phải tầm 20 cân, mười mấy cân, 20 cân, cước tầm 3,5 triệu thôi. À, tiếp theo bên này là một S với kép IST với kép 160 150W các vị, 5 ohm, giá 22 luôn, bằng cái con bầu FS 321 giữa kia. PS 321 rất là đẹp, gỗ rất là đẹp. Bên cạnh là một S với kép 150, con này 120W, còn một quay là hai speaker. Đấy thì rất thằng 995 vẫn còn rất là đẹp nè, 995 mà đẹp như này cũng người Nhật dùng hàng giữ thật. Thì giá một con 3200 mà rơi vào khoảng tầm chưa đầy 3 triệu, 2,5 triệu. Rồi nhỉ. Còn đấy thì đi ngoài trời á. Hiện nay có mấy con 205 này, 150W này, 20cm này. Đó. Con này giá 2 triệu. Chưa cước. Đây là một con Onkyo 75W. Giá 1,5 triệu. Đó, chưa cước. Audiocom. Đây, bên này là con kép 160 tiếp, nó có một đôi, 160 con đôi. Đó, rất là đẹp. 20cm, 150W, cũng 2,2 bằng nhau. Tầm 1,5 triệu gì đó. Chưa kể cước. Đồng hồ này. Này có một bộ loa Infinitive chất khủng, khoảng 54 triệu này. Chả bá. Đây là Diatone DS30C này, 5 triệu. Đấy. Hay rồi, đường bay có được không nhỉ? Đường bay thì nó dài á, lắp vào anh cái. Vì quá khổ á. Bên này thì có em JBL gì đây? Batibot. Batibot này thì dành cho để đi ngoài trời, đi dạo ngoại, đi chơi hát karaoke ngoài, lên xe ô tô. Pin sạc AC, điện thì 100V, 240V, Bluetooth. Đấy, công suất thì phía sau nên cũng nặng, cũng nặng thật. Giá của nó là 4,4 là tầm 7 triệu gì đó. Hơn 7,5 triệu gì đó. Này, rất nhiều loa to quý vị nhé.
Tia tôn 77HR này. Con này thì rẻ nhưng mà to quá. Sony này. Toàn loa đại bác, đây toàn loa đại bác nhỉ. Toàn những con 230W này. Có đấy. Bao quay, bao loa, nhưng mà nó thì to quá, nặng quá. Tia tôn thì toàn đại bác. Và giờ này có mấy bộ VNR này, CX CSX060 2 màn 2 70W. Có này bộ kiện ở Việt Nam hiện nay có được không? Không được, không được. Đây là kiện nó không sao đủ. To quá, cái này to quá. Trước có anh cũng nhờ anh mua cái bộ loa 60 cân mà anh không cầm được. Vợ vừa đi biển nhưng mà anh không thích muốn đi máy bay về cho nhanh. Đây, con 201 series 2 mô độ music monitor này. 60W à? Ừ, 60W này. Cực đại là 150W. Ừ, đại 150W đối với 4 ohm và 60W đối với 8 ohm. Sao thế nhỉ? Chênh lệch nhỉ? Hôm nay thì bát 15cm, chép của 7,6cm. Đẹp, đây là mấy loa con kêu khá là đẹp. Em có bộ như thế này nhỉ? DX7 luôn, rẻ thật. 3 trên 3. Con này nghe hét, mang loa đẹp. Anh có loa như là này nhỉ? Hôm nay là sợi carbon máy tinh. Rất là đẹp. Đó. Loa này thì một cái loa tầm 1,5 cân nữa thôi, chưa đầy 1,5 cân đó. 3 trên 3 tầm 600 bạc. Này là Sony gì đây? Quay 6 ohm 120W 5 sen là 600 bạc, 700 bạc. Lại thật. 200W. 200W là cực đại đấy. Vẫn như cỡ. Cực đại đối với tầm ohm shop. Shop con kia nó ghi 175W. Thế thôi. Nó bé hơn con này đấy. Thì nó ghi cái mức công bố nó thôi, còn cái cực đại thì nó thể có thể chơi lên được. Con gì bên nào ghi nó, em thấy nó biết 175W. Không hiểu ra được gì. Đây con JBL nữa. Cái này tháo ông bảo giới thiệu cho anh kia con JBL này. Con này. Con này chắc không, con này như dòng nghe nhạc thôi. Nhạc khác thôi. Con này không có mic. Con kia nhìn nó dập DJ rồi. Đây là 4312 này, 6x6 khoảng tầm 12 triệu. Rất đẹp. Dàn mini này. Mà Sony SBT40 là CD combo của Bluetooth này, CD này. FM AM AUX này. 1320 2,5 triệu. Chưa đây bát triệu, rẻ thật. Đây. Hóa của bát này thì 40 à, 45. Bát này khoảng 50 gì đấy. 40. 40. Đẹp đấy nhờ. Nét đấy. Đây thì ta ra lại loa để về đi thôi đây. Anh lấy đồ xong bảo vệ anh này nhá. Rồi, được rồi, ta cứ đi đi, chuyện về khi nào về ta đi, cứ đi đi. Không nó đợi đấy. À xong rồi, thế đấy. Thôi. Hỏi anh gì? Thế thôi mà. Rồi, thế thôi nhá. Ừ. Đây là anh em đi chợ đồ, đã có mấy cái USB DAC của thằng Tiac này. 38500 tầm 7,5 triệu. Con này thì đi 380 kHz, 5,6 MHz DSD. Cái này thì AX501 chơi đến đây là cái âm ly chứ không phải là cái DAC như bên này. Âm ly này thì khoảng tầm bao nhiêu đây, 176W. Có remote con, có dây nguồn. Đó. Ra đây quay cho quý vị xem bọn em vừa mua được đôi loa gì bây giờ này. Sao? À, có mic luôn hả? À? Mua đấy. À, mic em mua hả? Mua được. Cả cái này không cần. Cây này hả? Trời ơi. Đây bọn em vừa mua đôi loa này quý vị này. À, bây giờ bảo không lấy cái này là tôi chỉ điện thôi. Đúng rồi. Căng rồi. Ngôi loa nhưng mà có đôi chân to quá, mang về Việt Nam thì hơi bất tiện. Cái này thì xem có giảm giá được không? Mua cũng mic chơi hát. Có nói. Ngôi loa này mấy tiền đấy?
4 man 4 à? 4 man 4. Ừ, man 4 là tầm gần 8 triệu. Đúng. Bát thì chả bá luôn, hát lên 350W. Cái này thì nó hơi bẩn một chút, cái này về lau đi làm sạch, để cồn á. Lau đi làm sạch. Đây chào quý vị nhé, em tắt video nhé. Em anh em chịu lo về.